Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các bang và thành phố tại Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phố Seattle. Đây là một trong 20 thành phố giàu nhất nước Mỹ và là thành phố được xây dựng trên 7 quả đồi. Tiểu bang Washington là một trong những lựa chọn yêu thích của giới du học sinh cũng như là của nhiều nhà chuyên môn khi tìm kiếm một nền giáo dục chất lượng cao mà giá thành thì hợp lý. Washington đem đến cho các bạn một môi trường giáo dục an toàn và hiếu khách. Washington cũng nổi tiếng với nhiều thắng cảnh thiên nhiên, là nền tảng cho một nền giáo dục không chỉ mang tính học thuật mà còn rất là nhân văn. Seattle là thành phố thuộc tiểu bang Washington, nằm ở phía trên của bờ Tây nước Mỹ, cách Washington DC khoảng 4.500 km về phía Tây. Seattle có hình giống như là chiếc đồng hồ cát dựng đứng theo chiều Bắc Nam. Hai bên sườn là hai hồ nước lớn Lake Washington, Carpugasau, phía Tây có núi Olympic, phía Đông có núi Cascade, tạo nên một phong cảnh sơn thủy. Thành phố được xây dựng trên 7 quả đồi nên địa hình dốc và phố xá có nhiều chỗ quanh co gấp khúc. Ngày nay, Seattle đã trở thành một trung tâm văn hóa với kiến trúc, ẩm thực và nghệ thuật tinh tế. Seattle có sức thu hút với người đặt chân đến đây vì sự kết hợp tinh tế giữa đô thị, không khí thoải mái với những hoạt động giải trí, nghệ thuật ngoài trời. Seattle còn được gọi là thủ đô cà phê của Mỹ vì dân chúng ở đây ghiền cà phê và Starbucks, hãng cà phê nổi tiếng trên thế giới đã ra đời ở đây 25 năm trước. Khu vực nội thành và ngoại thành Seattle là nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp như là máy bay Boeing, phần mềm máy tính, 3.000 công ty phần mềm, trong đó có cả Microsoft, viễn thông, AT&T ra đời ở đây. Công nghệ thông tin, sinh học, gen học, thiết bị y tế và môi trường thật tuyệt vời phải không nào tất cả các bạn? Chúng ta hãy cùng một sở thị thành phố này qua cái video clip ở sau này các bạn nhé.